sáu mới điều động. Giờ câu hỏi câu sáu á, câu sáu nếu mà con đưa cái phim mà đưa cho cô, nhà nào coi được, đưa cái phim mà bữa lên đây đó. Con Kim á hả? Dạ. Hiện giờ với bà có đầu máy không? Thì nếu có thì cũng xài được. Rồi ok, như vậy thì con đưa cho cô. Rồi tao mày nói vài câu ơi, tao ở về Mỹ rồi, mày muốn nhắn, mày muốn tao nghe cái gì mày nói đi. Giờ đây ăn gì? Nói không? Tao về giờ anh tao phải coi cuốn phim này. Dạ. Mày muốn nhắn gì không? Cái lời sao anh Mạnh hả? Cái gì anh đồ Mạnh đồ, đồ. Khỏe anh chị. Chị đồ. Đi xin vô. Ừ. Đi làm vui vẻ đồ. Nói chậm lắm. Dạ. Có cái hình hôm con cấp trong đó. Đất rồi. Rồi mấy cái đó thì đem về nhà, nhưng mà cái này là tôi đem về Mỹ á. Đó tí hon đó. Vợ chồng tí hon đó. Mày muốn nói gì nữa không? Mày không nhắn tao về hả mày? Em muốn nói đàng hoàng, nói là 10 năm sau anh về em sẽ có vài đứa con nữa, mày mà sản xuất nữa không? Thôi. Thôi hả? Dạ. Đủ hả? Đủ rồi, hai đứa. Hai đứa thôi. Dạ. Xứ Việt Nam này hai đứa đủ rồi. Dạ. Đừng có nhiều nữa ha. Rồi xong ha. Nhắn về đủ chưa ha? Ừ. Năm sau nữa anh về. Về năm sau nữa về. Dạ về. Rồi đó em về xứ chơi. Mày coi chừng có thể là rồi biểu qua Mỹ mà không chịu mà chưa chắc cũng vài năm nữa. Mỹ so với hồi xưa là mập hơn nhiều, mập nhiều mà mới mập đây hả? Chừng 5-7 năm nay vậy. Ra đây con. Phải nói thành thị có cái lối với cái đám mà bất kỳ di cư năm tư phải nói nó hay. Kêu dừng vợ ra cưới vợ cho con. Nhà cái này là cho vợ chồng con phải không? Rồi kế bên làm ăn cho mượn. Rồi cho mượn 10 năm. Dạ con đem về bển mà. Cái này là đem về bển rồi, chứ đâu có cho ai nữa. Cho luôn nó cũng được. Cái này là tôi về tôi lấy computer, máy vi tính á, tôi sang ra mỗi người một hình đó, tôi lấy thành một một cái post là một cái hình bỏ trong computer á. Ghé chứ trời ơi, đàn ông mà không ghé là trật lắc á. Tôi có ghé mà tại vì... Không dám vô đâu. Bạn vô đâu hả? Anh với chủ mà rồi bạn với chị của chủ nó đâu có dám. Không thua gì. Vô đừng nói gì hết. Trời ơi, thằng Hàng Nam nè, Hàng Sơn nè, Hàng Sĩ nè. Hãy thôi thôi chị Tâm. Dạ. Rồi rồi, nói gì nói đi. Thì chỉ là như vậy đó, gửi tốn tiền tem lắm. Dạ, gửi tốn tiền tem lắm. Ba em chỉ gọi điện thoại nói vài tiếng thôi, cả 10 năm nay em không viết thơ, viết không được. Con qua đây nè, ngồi nè. Cháo đi. Ra đây. Lớn lớn. Đệ tử này lớn quá chứ hả? Thằng này tao 13-19 tuổi rồi. Ngồi ăn đi con. Hồi anh đi là em chưa có vợ phải không? Chưa vợ mà bây giờ về lời hấy rồi. Về lần sau nữa là chống gậy hết rồi. Về lần sau là tôi có cháu nội rồi đó. Rồi qua mặt anh đó. Đó không sao, cái đó không sợ. Đây. Thấy cái mũ nha anh. Phải. Không hổng sao. Dì hai ăn đi dì hai. Tại dì hai chưa có cha. Trời đất ơi. Trời ơi, đợi mút. Dì ba ơi, dì hai chưa có chén. Có, đợi mút. Dạ. Bà nghiệp không? Cháu. Bà Út ăn bà Út. Anh kêu đặng rồi anh quay đó. Kêu đặng quay.
TC. Chị TC. Đã luôn à. TC. Khóc cứ cười. Đang nhớ là kỷ niệm của Việt Nam. Coi này là khóc thôi chứ không có cái cười đâu. Sao bữa nay mình ít, ngày hôm qua mình đông quá, bữa nay mình ít quá vậy? Tản mát hết trơn rồi. Hôm qua có khách mới đông này. Dạ. 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 Dì chín đâu, dì đâu, thấy dì chín đâu? Còn nói chuyện ở đây nào á. Dạ. Này ngộ quá ta, tại sao mà ngồi á? Một bên thì đàn ông không, một bên đàn bà không, hay quá vậy? Có đây, bên đây cũng có ông. Dạ. Mà ngồi hay được á. Dạ. Là đó mà. Dạ. Phải hả? Ngồi hay thiệt chứ. Bên đây là đàn bà. Xứ nào cũng vậy, đàn bà nhiều hơn đàn ông. Vậy chứ hả? Ở bãi. Dạ. Vậy chứ mà đàn bà cũng cắt giá hơn đàn ông. Dạ, đàn bà cắt giá hơn ông này, thấy chưa? Thấy đàn bà ta ngồi không? Đàn bà ngồi đông dễ sợ không? Đây là Mỹ với con nữa nè. Con Mỹ tên gì Mỹ? Dạ tên Nhân. Nhân nghe em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Nhân? 18 tuổi. 18 cái xinh xanh, có bầu gì chưa? Dạ chưa. Chưa có bầu bịch gì hả nè? Muốn lấy bầu Mỹ không? Muốn lấy bầu Mỹ không? Hả? Muốn lấy Mỹ con không? Hả? Bên đó Mỹ con mà 14 tuổi á, thấy lớn hơn con nữa. À, nó 14 tuổi là nó to lắm. Tưởng đâu nó trút cỡ vô. 16 tuổi thì còn lớn nữa. Mà nó 20 tuổi là thấy nó giống như là Việt Nam mình 40 tuổi vậy đó. À, bên đó nói vậy chứ bên đó nó không có trẻ bằng mình đâu. Tụi Mỹ nó không trẻ bằng mình. Nhất là Mỹ mà chừng 25 tuổi rồi á, giống như cái bà sồn sồn á. Nó mập lắm Mỹ. Mấy phút nó đi học nó lộn Mỹ mà. Đúng rồi. Khoảng mà 13, 14 tuổi á, đẹp lắm. Nhưng mà chừng hai mấy tuổi nó sầu xề lắm. Mấy thằng Mỹ đâu có đánh lộn lại thằng Phúc. Ăn đi. Qua bển nó học võ mà nó mà. Mỹ cho con cho mấy con học võ không? Nó không có chịu đi chứ dạ. Ông Ngô Văn Long là ông lãnh đó đó. Học võ nó có lợi lắm. Bị ổng bạn với ba em mà dạ. Cái này mình không chịu học. Học võ có lợi, mình học võ không phải để đánh người ta, để tự vệ, thứ nhất tự vệ. Thứ hai ở đây mình đi xe gắn máy á, mình té bể đầu. Mà cái người học võ té không bể đầu. Em nói gì trúng không? Ở đây có ai học võ không? Nhưng mà con nhà võ té không bao giờ bể đầu. À, phải không Sướng? Phải không? Té mấy lần à? Té không bao giờ bể đầu là tự nhiên cái tay nó chụp lên cái đầu liền là cái tay xước thôi. Còn cái người không học võ là té đưa cái đầu ra. Gãy giò sao? Gãy giò là đỡ hơn là chết. Nó không mới bỏ này mà ta té bao nhiêu lần cũng bể cái đầu đó. Dạ. Thấy không? Bán con thứ. Dạ. Bác sĩ mình đưa cái giò đó không thấy hả? Ờ, con đưa cái giò đó không á. Cái ở đây là sáng nay về đó. Đây là bà con về rồi. Bà con về đó. Ơi bà con về mạnh giỏi. 10 năm sau em trở về nữa. Mình làm tại Bến Tre chứ không có làm ở đây. 10 năm sau lâu quá. Dạ. 10 năm sau là mình dịp quá như thế. Không sao đâu, chưa đâu. Trời ơi, 10 năm sau quá. Người Việt Nam mình sống dai hơn người Mỹ. Dạ. Như anh Tư đây. Anh Tư không? Anh Tư năm nay nhiêu tuổi rồi? 70 mà 80 ăn thua vậy hả anh? 80 rồi. Trời ơi, tướng anh là trong 95 tuổi, 97 tuổi mới mất. Cái đó không có hẹn à, là cháu không có hẹn được à? Không, có, không có răng nhưng mà dai lắm, kiểu này là sống dai lắm, thấy không? Đi không nổi là thấy gì năm không? Anh thấy gì dì Tư không? Dì Tư năm nay bao nhiêu? 90. 90 rồi. Mà ba thấy ba khỏe không? Khỏe là cũng mấy. Dạ, bánh giỏi đàng hoàng. Ba nhớ hết trơn chứ. Dạ. Dì Tư được cái chuyện mà dĩ dãn á, chuyện hồi xa xưa nhớ hết trơn.
Thí dụ bữa mình nói chuyện với bà ngoài kia, vô đây hỏi lại thì bà không nhớ, nhưng mà cái chuyện cũ bà nhớ. Chuyện là ai tuổi gì này kia, rồi má con tuổi gì, rồi cậu hai tuổi gì, rồi cậu ba, nhớ hết. Dạ. Cái đó là trong tiềm ức rồi. Bà Chính ăn được không, bà Chính? Bà Chính ăn được là tốt rồi. Có mấy bà già bữa nào tí gì chơi bữa nha. Dạ. Má đi với đường xuống bà chứ. Dạ. Chơi với Nghĩa, nhớ Nghĩa không? Dạ, dạ. Nó bị nó mất thì tụi tôi ăn cơm tay trái hả? Ở bên Mỹ á, cái tay trái tay phải gì nó không có để ý tới. Nghĩa là người nào làm được tay gì thì ra tay đó, không có cử gì hết. À, như Việt Nam á, thì tay trái thấy nó hơi khác cái gì. Nhưng mà bên đó không sao hết. Thành ra thường thường ở bên Mỹ nó xài luôn hai tay. À, này cũng chèo trái nữa nè. Không. Này cũng chiều trái nè. Chứ có gì đâu. Dạ. Mình khác là để ý nhiều á. Dạ đúng rồi. Tại vì cái đám trẻ sau này chiều trái. Dạ. Không ai để ý hết. Cậu Bảy kìa, cậu Bảy đang giữ đầu lái kìa. Ba ăn sáng ba. Ba là ba ngồi bên đó là ba. Bên này là phái nữ, bên đây phái nam tự nhiên. Yeah. Thấy tự nhiên một bên là nam bên nữ. Yeah. Ở quê đi, lại bắt tư ngồi đi hai nghĩa.